chúc ông bà anh chị em một bữa ăn thật ngon. Và như con thưa từ đầu là ông bà anh chị em cố gắng nán lại thêm một tiếng đồng hồ nữa thì cái chương trình rất là đặc biệt và sẽ bước vào ngay bây giờ cùng với một số anh chị em ở trên này, ca đoàn Thánh Linh và những anh chị em làm MC cũng như là ca sĩ chuẩn bị bước vào chương trình giúp vui và đóng góp cho chương trình từ thiện ngày hôm nay. Thưa quý vị, ban tổ chức đề nghị con đọc một cái danh sách ân nhân vừa mới ủng hộ. Con biết là tất cả chúng ta đều là những ân nhân rất là lớn trong ngày hôm nay. Tuy vậy, ban tổ chức đề nghị là MC cũng đọc một số ân nhân. Một ân nhân ẩn danh tặng 300 đồng. Ông Trần Văn Đề, Trần Thị Dung, Avondale 2 tặng 250 đồng. Anh chị Phúc Thủy Annabella Reception tặng 1.000 đồng. Dr. Isaac Chen tặng 500 đồng. Chị Thu tặng 200 đồng. Ân nhân ẩn danh tặng 200 đồng. Anh chị Chính và Trâm tặng 500 đồng. Anh chị Yến Thái tặng 200 đồng. From the brother and sister Phạm Trung Sơn, chị Đương và bà Tương tiền ủng hộ cho bão lụt Việt Nam và nạn nhân Formosa 1.000 đồng. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị ân nhân đã hiến tặng và xin cảm ơn tất cả các quý vị hiện diện đây cũng là ân nhân của chương trình hôm nay. Bây giờ xin bắt đầu vào chương trình. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị cũng thấy tất cả các em nhỏ đang đi bán, thấy em nhỏ sẽ cầm theo những cái bong bóng, đó là những chỗ mà em tất cả các em thiếu nhi để bán cho vé số ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi sẽ bước vào chương trình của chúng ta sẽ chuẩn bị. Xin mời chúng ta. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa, chắc chắn một điều chúng ta đều tạ ơn Chúa hàng ngày vì chúng ta được sống trên đất nước gọi là Lucky Country. Tôi nghĩ là chúng ta có một môi trường thật sạch và một đời sống rất tốt. Nhưng mà nghĩ lại, buổi sáng hôm nay cũng có một bầu không khí khói một chút, nhưng mà đó là khói barbecue. Khi mà chúng ta có được đời sống như vậy, chúng ta cũng nghĩ đến những người dân Việt Nam đang sống nơi quê nhà, sống trong một bầu không khí ô nhiễm. Và điều quan trọng nhất là không có quyền tự do, quyền được nói, quyền được nghe, được nhìn. Một nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân của tác giả Duy Quốc Nam sẽ được trình bày qua ca đoàn Thánh Linh, sẽ lột tả và nói lên những niềm ước thắt mong của người dân Việt Nam. Xin tất cả cộng đoàn dành một tràng pháo tay cho ca đoàn Thánh Linh. Thank you.
Xin cảm ơn tất cả ông bà anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn ca đoàn Thánh Linh đã hợp ca trong nhạc phẩm Trả Lại Đây, rất là hùng tráng và lấy lại một cái tinh thần cho dân tộc. Xin cảm ơn. Và thưa ông bà anh chị em, bây giờ đến một cái tiết mục cũng khá đặc biệt. Tiết mục này chắc có lẽ là được sáng tác và được diễn ngâm trong một gia đình. Con biết rất là rõ người giáo dân này ở trong giáo đoàn Thánh Giuse Springfield từ nhiều năm. Chị đã hăng say trong công việc tông đồ và cho đến bây giờ cùng với gia đình, cả bà cụ thân sinh nữa cũng như là gia đình. Thưa quý vị, nhiều năm chị sinh hoạt với cộng đồng người Việt ở đây, nhưng sau này thì chị tập trung vào cái công cuộc bác ái và công cuộc ở trong niềm tin của chị và gia đình. Con rất là cảm kích cái tinh thần của chị sau nhiều lần tham gia với Đại hội Thánh Mẫu La Vang ở đây. Như lần đầu tiên ở đây, chị đã chia sẻ cái niềm hạnh phúc của chính mình qua những bài thơ ngâm rất là hay. Và ngày hôm nay, trong cái niềm vui chia sẻ này, cũng như là cái chia sẻ thân tình nhất của chị và bà cụ thân sinh qua dòng thơ, và trời ban cho chị có một dòng ngâm rất là đặc biệt. Con nói đến đây thì ông bà anh chị em ở đây biết ai rồi. Tuy vậy, chị rất là khiêm nhượng muốn giới thiệu chị là một người giáo dân, để rồi chia sẻ cái tình thân thương này đến đồng bào ruột thịt từ miền Trung qua lời thơ của chính tác giả Dân Nam. Cũng phải nói rằng đây là thân mẫu của chị. Xin ông bà anh chị em và toàn thể mọi người chúng ta dành một tràng pháo tay cho phần diễn ngâm của chị Minh Hà. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải có lòng thương xót như Chúa Cha trên trời, và đã dạy chúng con là ai nhìn thấy Chúa là thấy Cha. Xin Chúa tỏ cho chúng con thấy thiên nhan Chúa, và chúng con sẽ được cứu thoát. Kính thưa hai cha tuyên úy quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Hoan Thiện, kính thưa quý cha khách, kính thưa quý sơ, quý ông bà và anh chị em, con xin diễn ngâm thơ của tác giả là cụ bà Dân Nam. Bài thơ này xin thay cho lời khấn nguyện: xin Thiên Chúa xót thương cho dân tộc Việt Nam hết khổ và được an bình, và năm thánh hồng ân của lòng thương xót Chúa đang dần khép lại. Xin Chúa rũ lòng xót thương cho chính quyền cộng sản, họ được ơn hoán cải để biết nhận ra và biết kính thờ Thiên Chúa. Lịch sử Việt Nam viết cộng tàu, đô hộ dân Việt khổ sầu khó khăn, không chịu nổi toàn dân đánh lại, giật tàu thua phải chạy về tàu. Bây giờ giặc lại bắt đầu, làm cho dân Việt ngóc đầu không lên. Chúng mua hết chính quyền lớn nhỏ, cứ từ từ tuôn đổ người sáng, mỏ dầu, mỏ quặng, mỏ vàng, chính quyền cộng sản bán sang cho tàu, rồi lừa dân chẳng biết đâu. Nào tình hữu nghị, nào câu chữ vàng, giờ cá chết tràn lán trên biển, dân bây giờ mới biết mới hay. Tôi tham tiền họ vết đây, chuyện gì xảy đến họ bay nước ngoài, cá chết ai chết mặt ai, xuống đường cứ xuống kêu hoài cứu cây. Cuối
cho dân con khổ được ơn. Cúi xin lòng Chúa xót thương, ban ơn hoan cải Việt Nam an bình. Dân Nam khấn nguyện. Xin cảm ơn chị Minh Hà, cảm ơn ông bà, anh chị em. Chắc có lẽ là chúng ta nghe được cái lời thơ của cụ Dân Nam, cũng là thân mẫu của chị Minh Hà. Và qua cái lời, cái sức diễn ngâm của chị Minh Hà, chúng ta thấy được là đây một trong những điều mà gia đình và tất cả chúng ta là đại gia đình thực hiện được ở trong năm lòng Chúa thương xót là điều rất là quý. Xin cảm ơn chị và xin gửi lời cảm ơn đến bà cụ và đã chia sẻ qua cái lời thơ của cụ và trình diễn của chị rất là nhiều. Dạ. Thảo ơi, hình như là có một người nào ân nhân có tặng cái gì nữa Thảo? Dạ vâng, có một quý vị ân nhân đã tặng 115 đô ở Mỹ, USA. Vâng, cha Sang, cha Mai Văn Sang vừa mới đưa cho con một phong bì. Anh chị Tâm đóng góp cho chương trình ngày hôm nay 2.000 đô la để cho các nạn nhân đói khổ miền Trung. Xin cảm ơn anh chị Tâm rất là nhiều. Xin cảm ơn cha và chị. Dạ, một vừa đưa lên là một quý nhân nhân cũng giấu tên 300 đô la cho những nạn nhân của miền Trung. Xin quý vị nào vừa mới gửi cho 300 đô, xin cảm ơn, hết lòng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình đấu giá của chúng ta. Anh Minh có thể nói sơ qua về cái tặng phẩm đấu giá trước cho tất cả ông bà và anh chị em được không? Xin cảm ơn. Không biết là ông bà anh chị em ở xa có thấy không ? Một số quý vị còn đang ở bên phía bên kia, ngồi bên kia, nếu có thể đưa cái sang bên này. Và xin ban tổ chức có thể được ở với chúng tôi ở đây, chứ một mình chúng tôi sẽ không thấy hết. Không quý vị nào có thể muốn mua hai bức tranh ở đây. Chúng con có 5 tặng phẩm đấu giá, xin mời ông bà anh chị em, xin ông bà anh chị em nhìn vào những cái bức tranh này, hai bức tranh. Thưa ông bà anh chị em, để khỏi mất thời gian, cha Lê Quốc Thắng ngày mang sang hai bức tranh từ ở giáo phận Vinh, hay nói chung là ở cái khu vực bị thảm họa ô nhiễm môi trường. Nếu mà nói về thảm họa môi trường của Formosa gây ra thì đây là bức tranh có thể diễn tả độc đáo nhất, và có lẽ là chỉ có một bức tranh này một ở trên đất nước Việt Nam mà không có bức tranh thứ hai. Là bởi vì khi chương trình này được bắt đầu thì ở Việt Nam giáo phận Vinh, đặc biệt là cha Thăng, đã nhờ vị bà họa sĩ vẽ bức tranh này, hai bức tranh này đã thực hiện ngay ở khu vực thảm họa môi trường trong cái hoàn cảnh đặc biệt. Và họa sĩ Trần Thanh Bình này đã vẽ hai bức tranh này. Quý vị nhìn thấy ba cái ống khói ở bên trên là báo khói của Formosa, và khi mà khói xuống biển, tức là truyền những ô nhiễm xuống như vậy, kích sang cái chất thải ra biển, thì cá chết, quý vị thấy ở phía dưới con thuyền đã bị lật ngang, tức là không ra biển nữa, và hàng cá này đã chết rất là nhiều. Có một bà cụ mặc áo dài và đội nón bài thơ Huế thì phải, chống gậy đi về phía, tức là bỏ đằng sau lưng những phiền buồn, bỏ đằng sau những phiền buồn do Formosa gây ra. Và bây giờ chỉ còn một con đường đến với Chúa và đặt niềm tin nơi Ngài, vì con người không còn đáng tin cậy nữa, và đi đến một giáo đường. Quý vị thấy ở bên trái, thấy giáo đường cái hình ảnh, cái ảnh nó khác hơn nhiều. Tức là trên đường đi là vẫn còn hoa nở, và ở trong thánh đường nhìn xa giống như là một đôi tay đang chắp lại cầu xin. Và ở trong nhà thờ, quý vị, trong thánh đường chúng ta thấy có hình thánh giá, và ở trên tháp chuông trên cao cũng có hình thánh giá. Những người Việt Nam ở tại Hà Tĩnh hay ở Vinh hay ở miền Trung nói riêng đang bị thảm họa môi trường như vậy, và bây giờ niềm tin chỉ còn đặt vào nơi Thiên Chúa. Đây là bức tranh có thể diễn tả những gì con vừa mới nói cho quý vị nghe. Vâng, và con xin mời quý vị sang bên này nữa. Bức tranh bên này cũng là một bức tranh đi chung, bức tranh này từ Việt Nam sang, cũng là do họa sĩ Trần Thanh Bình vẽ. Và bức tranh này quý vị thấy nguyên bản đồ nước Việt Nam, từ Bắc Trung Nam chúng ta thấy ba dòng cá, hầu như là bây giờ là bị ảnh hưởng môi trường rất là nặng ở các nơi, và nặng nhất ở miền Trung.
Chúng ta đừng nghĩ là miền Bắc không có hay miền Nam không có, vẫn có, bị là vì quá nhiều những công ty đang sa thải những chất độc như vậy. Và quý vị thấy là tất cả những cái hình mà vẽ ở trên này, những khuôn mặt của những người ngư dân rất là buồn thảm, giống như là không còn hy vọng nữa, và họ đang thu lưới lại, thu cái lưới mà đánh cá lại để coi như là không còn cái cuộc mưu sinh tiếp tục nữa, là bởi vì cái thảm họa môi trường rất là nặng. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn cao lên phía trên, chúng ta thấy cái nền ánh sáng rất là cao ở trên đó, và vị họa sĩ này vẽ những nốt nhạc ở trên cao như vậy, ý muốn diễn tả rằng cho dù đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau một dải đẹp như vậy, có bị ô nhiễm đi nữa, nhưng trên trời vẫn có một ánh sáng cho chúng ta tin tưởng và chúng ta hy vọng. Bởi vậy những dòng nhạc này có thể diễn tả rằng một hội nhạc thiên quốc được trình diễn, và một hội nhạc thiên quốc được giải bày, chia sẻ và đồng hành với người dân Việt Nam trên dải đất con dân đất Việt. Bởi vậy hai bức tranh này con xin diễn tả như vậy để ông bà anh chị em biết. Và nếu ông bà anh chị em nào Chúa ban cho hoàn cảnh kinh tế mà khá, mà nếu bạn thỉnh hai cái bức tranh này mang về nhà, con thưa với quý vị rằng sẽ không có bức tranh thứ hai ở trên thế giới này, là bởi vì ông chỉ vẽ một lần thôi, một lần bức này và một lần bức tranh bên này. Thì xin ông bà anh chị em nào mà có khả năng mua được để ủng hộ số tiền càng cao càng tốt cho các nạn nhân thảm họa môi trường. Bây giờ con xin phép để bước vào ngay khỏi mất thời gian để chúng ta đấu giá cái bức tranh này trước tiên ở bên này. Và tác giả cho rằng bên này gọi là bức tranh cá chết và bên này bức tranh biển chết. Nhưng mà con thưa với cha Thăng là cho con xin nói sáng hơn một tí, sợ là nói chết không ở nhà không ai dám mua về. Đấy, cái tâm lý như vậy mà con nói sáng hơn. Trong cái sự thất vọng, tuyệt vọng của người Việt Nam, niềm tin sẽ cho chúng ta một sự hy vọng rất là cao. Nếu chúng ta có niềm tin vào Đức Kitô và vào Thiên Chúa, chúng ta hy vọng một ngày nào đó đất nước Việt Nam chúng ta sẽ thanh bình và biển xanh trở lại, người ngư dân sẽ sống hạnh phúc. Cũng như bên này, đất nước Việt Nam hoàn toàn có công lý và hòa bình ngự trị. Con xin ông bà anh chị em nhớ cái ý đó giùm con, phải sáng hơn cái chết, nhất định chúng ta phải sống và sống đức tin. Bây giờ có ai đưa tay để có thể một giá nào đó cho bức tranh này không ạ? Rồi, 4.200 đồng gọi lần thứ 3 luôn cho anh chị Hà. Cảm ơn anh chị Hà. Anh chị Hà lần thứ 4, lần cuối cùng ạ. Anh chị Hà. Vâng, xin cảm ơn anh chị Hà, 4.200 đồng. Bức tranh cho niềm hy vọng này. Xin mời anh chị Hà lên đây một chút ạ, được không ạ? Con mời cha Thăng quá bộ lên trên này chụp hình một tấm này với anh chị Hà lên. Thưa quý vị, với lòng nhân ái, anh chị Hà đã hiến tặng 4.200 đồng cho bức tranh này, cho công cuộc từ thiện hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị Hà rất là nhiều. Cảm ơn cha Thăng đã mang bức tranh sang. Tôi xin nói thêm ý nghĩa này đó. Mặc dù nó là biển chết, nhưng mà biển chết này hướng chúng ta đến biển chết ở biển đất Thánh Israel, để rồi chúng ta nhớ ra được chính Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết. Cho nên bức tranh này mang niềm hy vọng dân Việt Nam, ngư dân Việt Nam sẽ trỗi dậy từ cõi chết trong tình yêu của Chúa và sự đúng lòng của Đoàn. Cảm ơn cha rất là nhiều. Và cảm ơn cha đã nói ý chính rất là độc đáo. Vâng, có một người vừa mới ân nhân tặng 500 đồng cho công cuộc ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay cho vị ân nhân đó. Và thưa ông bà anh chị em thấy là cái cho mình cá sổ bên đây cũng như là vẽ mặt bên kia là mọi người đến làm free hết, không mất đồng nào, và bình thường là cũng phải 500-700 đồng. Xin một tràng pháo tay cho anh Tom đã góp vui, đặc biệt là tặng cho cái cho mình cá sổ free ngày hôm nay. Vâng. Và thưa quý vị, sám giáo Simon Hòa kính biếu 600 đồng cho thứ về miền Trung. Xin cảm ơn sám giáo Simon Hòa. Xin cảm ơn sám giáo Simon Hòa. Vâng, vâng, xin vào bức tranh này luôn, là con đã giải thích rồi. Xin ông bà anh chị em bắt đầu luôn một cái giá nào đó luôn ạ. À. Vâng, vâng, không biết là có quý vị nào trả hơn 6.000 không ạ? À? Rất là tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị. Hơn 6.000 không ạ? À? Gọi lần thứ nhất cho anh chị Đức. Lần thứ hai anh chị Đức 6.000 đồng với bức tranh bên này. Đáp được không? 6.000 đồng lần thứ ba. 6.500 đồng cho cô Thái Thanh. Dạ vâng. Wow.
đâu rồi, cô Thái Thanh đâu rồi? Cô, MC Thu Thảo bây giờ đổi cái gọi là cái bóp cái thành cái sách tay hả? Dạ đừng nói chứ bóp, nói chứ sách tay được. Không, nói cái bóp là dân gian dạ, Việt Nam mình nói nó gần gũi hơn, dạ, sách tay nghe nó xa. Nghe anh nói là anh làm chuyện bóp lắm, em nghe kỳ lắm. Cha muốn chúc mừng cô Thái Thanh vì cô Thái Thanh đã tăng lên được 6.500 rồi. Và cái bức tranh này mà cha nhìn từ xa đó, nó còn có một ý nghĩa khác nữa. Cha nhìn thấy nó rất là có cái điều gì đó giống với một bức tranh các thánh tử đạo của Việt Nam mình. Và đây nè, cái nét của những người dân của mình đó mà chịu khổ vì cái Formosa đó, rồi chịu chết đó, là nó cũng không thua gì với cái phúc tử đạo cả. Vì vậy cho nên nó có cái nét giống các thánh tử đạo. Mà tới một, không phải là 117 vị, nhưng mà đây là chỉ có những cái gương mặt, một số gương mặt ở đây thôi. Nhưng nếu chúng ta nhìn rộng ra thì đây là rất nhiều các thánh tử đạo trong bức tranh này. Vì vậy cho nên cha hy vọng là chúng ta phải làm cho sao cho cái số nó lớn nữa. Xin một tràng pháo tay cho cha tuyển hay quá, cha mà đấu giá là con thua rồi. Nhưng mà con nhìn trong bức tranh này hình như cha cũng giống một trong những người trong này. Giống lắm mà. Hy vọng là cha đúng là con chó các thánh tử đạo rồi. Cha nhịn ăn thêm mấy ngày. Nhưng mà con thưa ông bà anh chị em là cha tuyển với cha Trường về cộng đoàn này là đang tử đạo. Tạ ơn Chúa có hai vị tử đạo sẵn sàng đưa lưng để gánh. Vâng, bây giờ 6.500 đồng mình trở lại ngay, chứ có còn nhiều 3-4 tiết mục rất là hay. 6.500 đồng cho cô Thái Thanh. Có quý vị là 7.000 không ạ? À? Chúng ta làm nhanh ạ. 7.000 đồng. Anh chị Đức, anh Duy, anh Sơn, một tay lên đi. Bây giờ như cô Thu Thảo nói, thay vì mua một cái giỏ sách, cái sách tay á, cho bà xã 8.000 thì giờ mình 7.000. Mà cái này sách cả đời nhá. Mà được phúc tử đạo nữa, như gia tuyển nói. Rồi, lần thứ 2 6.500 đồng. Lần thứ 3 6.500 đồng cho cô Thái Thanh này. Không có vị nào dơ 7.000 không ạ? Để cho công bình chứ không có mai mốt lại nói là con bán cho nhà con. 6.500 không được, phải cho công bình. Thưa anh cho em hỏi đi. Rồi. Thưa quý vị, chúng ta có lần thứ 2 anh Bình đã rao và lần thứ 3 chúng ta chuẩn bị. Xin quý vị cho thêm một giá nữa được không ạ? Thiếu hỏa điểm 3 tiếng chứ thôi, để anh Bình có cầu anh Bình phải nói là bán cho vợ. Bán quà cho vợ. À, lần thứ nhất, lần thứ gì? Lần thứ 3. Bố 7.000 đồng. 7.000 đồng cho bố của Thái. Cái này là ông cụ ông ấy giải vây cho con gái. Thế là cô Thái Thanh ấy được ông cụ trả 7.000, thế là và thôi con đề nghị là cả hai bố con cộng lại là được 13.500 bức tranh này. Thật đấy mà, nếu mà bố đưa 7.000, nhà con đưa 6.000 là 13.500 phải không ạ? Bố đeo 3 tháng, con đeo 1 tháng. Hạnh phúc thôi mà. Nếu vậy thì chúng ta cho chàng pháo tay. Con đồng ý mà, nếu bố đồng ý là bố đồng ý mua. Bây giờ không phải mua. Em iPhone có thử ai mua được không? Đúng rồi, sau 13.000. Bên bác thì đã có chúng ta lần thứ nhất 7.000. Và lần thứ hai, lần thứ ba, sold. Ủa ông sâu rồi hả? Ông sâu cho bác tiền rồi hả? Không, thì anh nghe anh nói là một bên đó là mang 6 tháng, bác nhờ bên anh là mang 6 tháng rưỡi, bên bác chỉ cần mang 3 tháng rưỡi thôi. Ồ vậy được rồi, thôi cứ đồng ý như vậy đi. Tại đang tính là đấy là ông giá của ông cụ 7.000, chứ giá bà cụ chắc phải lên 10.000. Ông này ông nhanh vội vã quá. Vâng, thôi xin tạ ơn Chúa, tại vì sợ ông bà anh chị em đợi lâu. Nên thôi, vâng, xin mời ông Tị, vâng, xin mời bố xin lên chụp. Cháu xin mời bác với mời chị Thanh. Xin mời anh bước qua một chút xíu. Mời, con mời cha Huy. Anh Tuấn sang đây luôn. Mời cha Tuyển luôn ạ. À, kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi chụp hình, con xin nói tiếp là cái phần thứ hai là cái cây bonsai của chúng ta đang ở trước mặt của chúng ta đây. Đây là một cây bonsai 30 tuổi, rất là quý giá và rất là lâu đời do một ân nhân gửi tặng. Anh chăm sóc cái cây này như là người thân của mình, nhưng vì hiểm họa môi trường Formosa và thương về miền Trung,
anh chấp nhận bỏ đi hết tất cả để cái gì có thể làm được cái gì giúp cho đồng bào của chúng ta. Và cái cây 30 năm quý vị cứ tưởng tượng, cứ 2 năm phải thay làm một lần, 2 năm phải thay đất một lần, một cái cây mà do anh chuẩn bị. Đây là cây bonsai đứng trước phía bên phải của Hỏa Đây. Vâng, cảm ơn anh Hóa rất là nhiều. Và ông bà Nguyễn Minh Tâm. Vâng, ông Nguyễn Minh Tâm xin, vâng, ông cụ ông Nguyễn Minh Tâm tặng 1.000 đồng cho công cuộc ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay cho cụ Tâm rất là nhiều. Xin cảm ơn. Như anh Hóa vừa mới giới thiệu về cây bonsai, xin anh Hóa tiếp tục cái phần này. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là cây bonsai của chúng ta. Anh Hải có thể đưa ai cho ai coi thử. Như hồi nãy thưa với quý vị là chúng ta, vì anh nhân này đã hết 30 năm chăm sóc cây này như con của mình. Nhưng vì hiểm họa môi trường, anh cũng gửi tặng lại cho đồng bào có một chút xíu gì để đóng góp cho đồng bào miền Trung. Đó là cây bonsai. Và thưa, bắt đầu đi mình ơi, chúng ta vô xin tất cả mọi người chúng ta cho. Không biết là có bác nào, có anh chị nào bắt đầu giơ tay cho một giá 2.000 đồng cho cha Huy. Cây bonsai này có ai trả hơn nữa không ạ? 2.000 lần thứ hai. Có ai cứu cha Huy không ạ? Tại lỡ đưa tay rồi giờ thủ chức không được, nó bị em chộp lên rồi. Nếu không ai cứu thì phải chịu thôi. Cây bonsai kêu lần thứ 3. 2.000 đồng cho cha Huy. 1, 2, 3, xôn. Ôi lời chúa nhanh thế. Công nhận ông này bán nhanh thật. Rồi thôi. Em hơi thấy không biết cha Huy lên rồi ai cha nào lên đứng. Không biết bây giờ thì chắc là. Bây giờ con mời cha Tuyển. Cha Tuyển tặng cho cha Huy. Thầy cha, mới lên cha Tuyển thì cha Trường đi cũng được. Đúng, đây cha Tuyển đây. Cha Trường bị ho quá không dám lên tại vì sợ phấn hoa nó bay vào mũi. Để bonsai đâu có hoa. Không thì mình cứ đoán cái hoa bên đây ra nó bay. Vâng thôi, con xin mời hai cha đứng bên cạnh cây bonsai chụp hình. Nhưng 30 năm nữa thì cây bonsai này vẫn sống nhưng mà hai cha thì con không biết. Hai cha chúc lành cho nhau để sống dài hơn cây bonsai này để vẫn tiếp tục phục vụ dân thánh Chúa. Xin tạ ơn Chúa, amen. Xin cha thăng chúc lành cho hai cha và cây bonsai. Cảm ơn cha Huy rất là nhiều. Vâng, xin một tràng pháo tay cho sự ủng hộ của các cha. Cảm ơn ông bà anh chị em. Cái chai rượu này mấy lít à? 2 lít, 3 lít dạ vâng. Chai rượu này của được đóng thùng năm 2000, tức là 16 năm nay, 16 tuổi. Khát Đức Estic Caruana. Rượu đỏ này thì đã được 16 năm và 3 lít. Và nếu mà ở trên website đi để tìm thì không có. Là bởi vì họ có làm có 200 chai thôi và bây giờ 16 năm thì người ta uống hết rồi còn có một chai này thôi. Thế thì anh chị Tuấn và Lan là ở trong nhóm nhân ái ở Swingmail có cái chai này mua từ hồi năm 2000. Hồi đó không biết là sanh cháu nào thì không biết, nhưng mà mừng quá mua một chai để hy vọng là đến ngày đám cưới của cháu sẽ uống. Nhưng mà thấy công cuộc nhân ái này quý hơn cái điều mà chúng ta tưởng nên mang ra tặng. Vì quý vị thấy điều quý như vậy thì chúng ta cũng trân trọng. Xin cảm ơn anh chị Tuấn Lan. Và bây giờ xin quý vị nào cho một tràng pháo tay thì và một giá đầu tiên đi. Vâng, xin một tràng pháo tay cho anh chị Tuấn và một giá đầu tiên. Vâng, 1.500 đồng cho anh chị, rất là nhiều cảm ơn. Có ai trả hơn không ạ? Gọi lần thứ hai. Lần thứ ba, có ai hơn 1.500 đồng không ạ? Mời quý vị. Vâng, thôi, sau cùng xin mời anh chị, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Sau, cảm ơn anh chị Dũng. Anh chị Dũng. Vâng, vâng, xin mời anh chị Dũng. Xin mời anh chị Dũng bước lên. Xin mời ca đoàn Thánh Gia chúng ta lên sân khấu dùng. Vâng, xin mời anh chị Dũng lên trên này cùng với ban tổ chức. Và kính thưa quý vị, một số các em bán vé số, chúng ta vẫn đang còn một số vé số trên tay của các em. Lần này, theo ban tổ chức, anh chị Dũng, tại vì muốn cho nó hết, cho nó lẹ để chúng ta chuẩn bị vào sổ số. Giá vé lần này chúng ta mỗi bì thư là 5 đồng. Theo ban tổ chức muốn để cho chúng ta có thể lẹ làng, gọn gàng
Và xin mời tất cả các em bước về chúng ta bán thêm một lần nữa. Xin nhắc lại, vé số của chúng ta sẽ bán lần chót này để chúng ta chuẩn bị sổ cho xong trong cái phần vé số. Và xin quý vị ủng hộ, đừng để các em đi nắng nhiều quá, tội nghiệp. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa cộng đoàn, bây giờ chúng ta lại trở lại với chương trình văn nghệ của ngày hôm nay. Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ biển sạch? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ được ăn cá? Vâng, đó là những câu hỏi mà người dân miền Trung của chúng ta luôn khắc khoải, luôn ao ước được một câu trả lời. Nhưng chính quyền Việt Nam hầu như đã bị đồng tiền che mờ con mắt và bịt luôn lỗ tai của họ. Và vì thế, nhạc sĩ Ninh Doãn Hùng đã đưa những câu hỏi này vào trong bài hát Hãy trả lời dân. Và bây giờ, kính mời cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Hãy trả lời dân qua những giọng ca của các anh chị thuộc ca đoàn Thánh Gia, giáo sứ Yuse Springfield. Xin mời quý cộng đoàn cho các anh chị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Hãy chọn phương bước.
Xin cộng đoàn cho các đàn anh ra một tràng vỗ tay nữa ạ. Kính thưa cộng đoàn, dân chúa và quý tu sĩ, phải nói là buổi hội đấu giá hôm nay rất là thành công. Nhưng xin quý vị hãy nán lại vì chúng ta còn hai cây nữa và giải sổ số. Nhưng trước hết khi chuyển qua phần đó thì chúng con xin được gửi đến cộng đoàn dân chúa một tiết mục rất là đặc sắc. Chắc quý vị ở nhà cũng coi TV về những chương trình như là Australian Has Got Talent. Thì hôm nay sẽ có một talent, nhưng mà đó là nơi linh mục chứ không phải là nơi quý vị dân chúa. Xin anh Hào Hóa có thể giới thiệu đó là linh mục nào về anh Hóa. Vâng, cảm ơn Thu Thảo rất là nhiều. Thu Thảo có bao giờ thấy từ cái đồng tiền này biến qua đồng tiền khác, từ cây này biến qua cây khác chưa? Em thích tạo đồng tiền 5 đồng mà thành 50 lắm. Mà anh cũng nghĩ tí xíu nữa anh với em phải đứng xuống cho ông thôi, tí nữa là cha đổi giống cái tên anh ra em ra anh thì hơi phiền đấy. Và cái thưa vị, cha Phêrô Trần Hải Hà đến với tiết mục rất là đặc biệt của chúng ta, tiết mục ảo thuật. Con xin kính mời cha bước ra sân khấu. Quý cộng đoàn dân chúa dành một tràng vỗ tay thật đặc biệt.
vâng, cái này là thuộc lá lành, thuộc lá rách. Dạ vâng. Thì rách làm thành lành. Một điều thôi, cha làm cho tụi Formosa biến mất Việt Nam khỏi Việt Nam cho con. Phải không ạ? À, nếu đồng ý thì một tràng pháo tay. Cha hay quá, tuyệt vời. Cái gì cha cũng làm được mà lần này xin Chúa ở cùng cha. Anh Minh ơi, theo em biết đó, cha Hoàng Kim Huy cũng là ảo thuật của ngôi bệnh này. À, thế đấy anh trần cha Huy. Không ăn thua gì đối với cha Hải này, cha Hải. Nhưng mà hai cha hợp lại có thể biến Formosa biến mất. Đúng là Hải Hà phải không ạ? Thật là đúng là tốt. Cảm ơn cha Hà một lần nữa và xin cảm ơn thầy coi như là phụ tá đã giúp cho phần ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay nữa cho cha Hà và thầy phụ tá. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ còn đến cái phần này cũng quan trọng và sắp trở gần hết cái chương trình. Xin ông bà anh chị em đáng lại một chút xíu nữa. Vâng, bây giờ xin cái bình bông này xin tất cả các chị các anh là có thể mua được chủ. Với cái giá có một người bắt đầu là 500 đồng cho bình bông này. Và xin cảm ơn cô Ngọc rất là nhiều. Vâng, xin quý vị nào có thể cho hơn một giá nữa không ạ? 500 đồng cái bình bông này.
500 đồng cho anh Phong lần thứ nhất, có quý vị nào trả hơn cây lan này không ạ? 500 đồng. 500 đồng lần thứ nhất, lần thứ hai 500 đồng. Vâng. Lần thứ ba 500 đồng cây bonsai này cho anh Phong. Có quý vị nào trả hơn 500 đồng không ạ? Vâng, cây lan rú này nó nở rất là đẹp. Xin cảm ơn một lần nữa, lần cuối cùng cho anh chị Phong. Có quý vị nào trả hơn 500 đồng không ạ? Vậy thôi, 2, 3, xong. Còn đếm nữa, ghê quá. Vâng, cảm ơn chị Phong. Anh Minh ơi. Vâng, cảm ơn chị Phong rất là nhiều. Vậy chút xíu anh chị Phong có thể lên trên này nhận cây bông dùm nhé. Vâng, xin cảm ơn anh chị với giá 500 đồng đã hiến tặng cho chương trình hôm nay. Thưa quý cha, với tất cả quý ông bà, anh chị em, có lẽ là cái thời gian chúng ta ở với nhau cũng không cho phép ở lâu hơn nữa. Tuy nhiên là trước khi cái phần xổ số này á, thì con nghĩ là đến cái phần công bố kết quả ngày hôm nay, nhưng ông bà anh chị em nán lại sau cái phần công bố rồi chừng mấy phút là chúng con xổ số xem là ai là người trúng giải. Nếu mà quý vị đã về rồi mà còn cái vé xổ số thì chúng con giữ lại để công bố trong bản tin trong cộng đoàn. Nhưng nếu ông bà anh chị em ở đây đang ở đây mà trúng thì chúng con mời quý vị nhận giải luôn. Và công cuộc này thì chúng con thưa với quý vị là cái sự hợp tác giữa cộng đoàn Thánh Tô Ma Thiên và nhóm nhân ái của giáo đoàn Swing Bell. Vì vậy nên hai cha tuyên úy của chúng con là cha Tuyển và cha Trường, cũng như là cha Thăng từ Việt Nam, ngài trong ủy ban công lý hòa bình và do đức cha Phaolô gửi ngài sang đây trong công cuộc này. Con kính mời cha cha Thăng lên đây với chúng con, cũng như là anh Tuấn và cha Tuyển. Sau đó sẽ bắt đầu có cái phần công bố và trao gửi lại cái phần này. Xin cảm ơn. Mời anh Tuấn. Cảm ơn anh Minh. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý quan khách đến từ các nơi và quý ông bà anh chị em hiện đang có mặt tại nơi đây, thì lời nói đầu tiên con xin được trân trọng hoan nghênh tinh thần bác ái quảng đại của tất cả quý ông bà anh chị em đã đóng góp cho công cuộc bác ái giúp cho đồng bào miền Trung. Và một cách riêng nói là đồng bào quý vị thân thích, con có được cái may mắn là có nói chuyện được với đức cha Học trong cái lần về Việt Nam vừa rồi, thì mới biết được những cái khó khăn của đồng bào mình đang sống trong hoàn cảnh coi như là gần như là tuyệt vọng. Và sau khi thỉnh ý cha linh ứng của chúng con là cha Martino Manosan, nhóm cái ngái của chúng con xuống cũng được sự cho phép của cha tuyên úy của cộng đoàn là cha Tuyển và cha Trường hỗ trợ cho chúng con để cùng cộng đoàn Hoan Thiện ta làm một buổi barbecue. Đầu tiên thì chúng con chỉ xin một buổi barbecue để chúng con tiếp đãi với ông bạn chị em và trình bày những cái khó khăn của đồng bào miền Trung đang gánh phải. Thì hôm nay tin tưởng vào Chúa Quang Phòng và tất cả lòng bác ái của quý ông bà anh chị em, con xin được nói là cộng đoàn Công giáo Hoàng Thiện chúng ta cùng xin đồng hành với địa phận Vinh. Và khách riêng xin trả lời cái thư mời gọi của đức cha Họp. Chúng con hôm nay số tiền thu tới giờ phút này là 72.848 đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả lòng bạn đại của quý bà chị em đã cho chúng con cái số tiền đó để gửi về đồng bào miền Trung. Con xin một lần nữa xin mời cha Linh Hướng, nhóm nhân ái, mời cha Tuyển và cha Trường của cộng đoàn Hoan Thiện và mời cha Thăng để chúng ta chào cái số quà đó cho cha Thăng. Con xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn chị em cộng đoàn Hoan Thiện đã rộng tay và quảng đại trong chương trình này. Xin cảm ơn. Con xin mời mời cha Trường vào đây. Thưa quý cha, bây giờ đến cái phần coi như là trao gửi lại, con không biết là bắt đầu từ đâu. Xin mời mời cha. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật với công đoàn, một tràng pháo tay thật là lớn cho công cuộc đóng góp của ông bà anh chị em trong ngày hôm nay. Cảm ơn cha. Một lần nữa còn xin chân thành cảm ơn quý cha Quản Điếm, cha Linh Hướng, tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt ban tổ chức đã hết lòng, hết sức và rất vất vả
để tổ chức một cách rất thành công thánh lễ cũng như bữa tiệc barbecue hôm nay. Ngoài sức mong đợi, tất cả là ơn Chúa từ thời tiết rất đẹp. Đó là tín hiệu cho thấy Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn ở với đồng bào, với quê hương đất nước chúng ta. Sự sẻ chia của mọi người, lời cầu nguyện cũng như những sự đóng góp tinh thần và vật chất đều là những sự nâng đỡ rất quý giá cho đồng bào miền Trung trong lúc này. Vì thế một lần nữa xin điểm với lời cảm ơn của Đức Cha Phaolô cũng như thay mặt cho Ban Công Lý và Hòa Bình, xin chân thành cảm ơn quý cha cùng tất cả mọi người. Xin Chúa yêu thương chúc lành cho tất cả chúng ta và xin hẹn gặp lại một chuyện nào đó mang cái tinh thần vui tươi hơn, hiệp nhất hơn khi đất nước chúng ta thực sự có một nền phát triển vững bền và người dân thực sự được hưởng tự do công lý của cuộc sống ấm no hạnh phúc. Xin Chúa yêu thương chúc lành cho tất cả chúng ta. Con xin cảm ơn cha rất là nhiều và cũng nhân đây nếu được phép của cha hai cha Thu Núi và ban tổ chức như cộng đoàn xin cho chúng con gửi lời chúc đến cha đi về lại quê hương được bình an và xin cho cộng đoàn Thánh Tô Ma Thiện và giáo đoàn Xuyên Mèo ông bà anh chị em cũng gửi lời thăm hỏi đến Đức Cha Phaolô và toàn thể giáo dân thuộc giáo phận Vinh nói chung cũng như là nói riêng những nạn nhân của thảm họa môi trường. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha và toàn thể giáo phận, xin nâng đỡ mọi người và xin được sự bình an trong tâm hồn. Thưa ông bà anh chị em, cái kết quả cuối cùng bây giờ mới được nâng lên thêm một số nữa và bây giờ là 73.840 đồng ạ. Xin cảm ơn, một tràng pháo tay nữa, một tràng pháo tay đến cho cái kết quả mới này. Và bây giờ xin chắc mình phải sổ số ngay đi anh Hóa. Vâng, thưa anh quý vị, website cộng đoàn là www.cộngđoanhoanthien. Chúng ta vẫn còn run cái poster ở trên cái website cộng đoàn. Nếu ai còn muốn đóng góp suốt một tuần lễ nay nữa thì chúng tôi vẫn nhận và xin gặp liên lạc trực tiếp với cha tuyên quỹ hoặc các anh trong ban tổ chức có trên website của chúng tôi. Và kế tiếp đây là chương trình sổ số của chúng ta. Xin chúng ta chuẩn bị. Trước hết xin mời cha Martino Mai Văn Sang. Chúng ta giải số đầu tiên là giải 3 sẽ gồm có một cái hip hop máy. Như chị Thảo chỉ nói nãy là chắc tí nữa mình phải quảng cáo cái máy này dữ lắm. Ai mà mua về cũng phải nhảy phải không chị Thảo? Cha bốc số vâng. Giải 3 là giải đầu tiên như anh Hóa vừa mới nói nhà vâng. Vừa mới công bố kết quả xong rồi Chúa đến rồi gió lớn thế này. Không sao anh Minh ơi. Kính thưa quý vị, màu xanh là màu hy vọng. Quý vị có vé số màu xanh blue. Chữ Y đầu tiên. Số sau là số 2. Và số trước chúng ta sẽ có sau con số 3 là số 4. Số 42 Y màu xanh blue. Nếu quý vị có vé màu xanh xin gặp ban tổ chức. Đó là giải 3 của chúng ta. Xin nhắc lại vé màu xanh Y 42. Vâng, màu xanh lá cây phải không ạ? Màu xanh dương, mặt trời, màu xanh mặt trời. Màu xanh dương, không có màu xanh mặt trời đi. Blue. Màu xanh dương, mặt trời nó có màu xanh trời. Xanh da trời. Màu xanh da trời. Vâng, 42. Chứ tôi người ghi lại cái này là giải ba anh Hoài chứ này. Sợ có người đã đi về nhưng mà trúng cái này thì mình phải giữ lại không cho công bằng. Nếu không có quý vị ở đây, vâng, xin tiếp một giải nữa đây, hoa anh dưới. Và xin mời cha Trường bước vào. Ôi trời. Con xin mời cha Thăng đi. Cha Thăng ngày đi. Rồi, con mời cha Tuyển luôn. Oh my God, chú ơi, đừng gió một chút xíu nữa. Cha bốc cho con một giải thứ hai. Dạ vâng. Thưa, giải thứ hai là giải 300 đồng. Giải thứ hai là giải với trị giá 300 đồng, màu blue và màu xanh F98 ạ. Giải
giải thứ ba là giải thứ hai là giải 300 đồng của do chị Bích của ca đoàn Thánh Gia gửi tặng. Xin cảm ơn chị Bích rất là nhiều. Và anh cho biết là chúng ta cũng có màu xanh da trời. Rồi. Chữ F. F918. F9 có ai ở đây? 98 có cái vé này không ạ? À? Con nghĩ là có người mua là về rồi. Ca đoàn từ xa. Rồi bây giờ giữ lại cái này và giải cuối cùng là giải độc đắc trị giá 500 đồng với một cái voucher đến nhà hàng Maxim Sài Gòn ở Springvale để ăn cho 10 người, tức là có thực đơn cho 10 người. Còn nếu không thì quý vị có thể nhận được cái hiện kim 500 đồng. Vâng, xin con mời cha tuyển thêm lần nữa thôi, cha bốc thêm lần nữa là bởi vì cha rảnh quá. Cái bốc cái của con rồi cha con mình đi đến nhà hàng Maxim. Vâng, lần này thì cha tuyển bốc đẹp hơn là màu cam, orange. Vâng, A tức là A đó, A03. Có ai có không ạ? 03. Giải màu cam, đây là giải độc đắc đó, 500 đồng. Màu cam orange, A03, A for apple. Vâng, A03. Thưa quý vị, giải 500 đồng này là một cái voucher 10 người ăn của nhà hàng Maxim. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà hàng Maxim rất là nhiều. Và nếu quý vị không muốn lấy cái phiếu 10 người ăn thì chúng ta có thể nhận tiền mặt. Và xin cảm ơn nhà hàng Maxim rất là nhiều đã cho cái tặng phẩm 10 người ăn. Và vé xin nhắc lại, nếu quý vị có được là vé màu cam, chữ A và 03, A03. Xin quý vị một phút thôi ạ, anh Tuấn có một đôi lời. Con xin lên đây để trân trọng một lần nữa cảm ơn đến tất cả sự đóng góp của quý ông bà anh chị em, lòng quảng đại của tất cả quý ông bà anh chị em đã giúp cho chúng con làm nên buổi tiệc lạc duyên ngày hôm nay. Song song hồi đó thì con cũng xin cơ hội này con xin cảm ơn đến tất cả anh em trong ban tổ chức và những mạnh thường quân, những ân nhân, tất cả những người đã cho chúng con tiền thịt, tiền mua rau cải, cung cấp cho chúng con rau cải, bánh mì. Những người mà đã trực tiếp, gián tiếp giúp đỡ cho chúng con trong công cuộc này. Và những người đã âm thầm lặng lẽ đứng sau lưng chúng con để giúp một tay để cho chúng con được hoàn thành ngày hôm nay. Một lần nữa xin Chúa chúc lành hết cho tất cả cộng đoàn của chúng ta và chân thành cảm tạ đến sự quan tâm của tất cả quý bạn chị em. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta mừng với nhau trong một ngày chúng ta đồng hành cùng với đây là Giáo Phận Vinh. Xin cảm ơn.